Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Thụy My, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy 25 tháng 3 năm 2017. Kỷ niệm 60 năm Hiệp ước Roma, 27 quốc gia châu Âu ra tuyên bố chung khẳng định Liên hiệp châu Âu là một thể thống nhất và không thể chia ly. Tổng thống Mỹ Donald Trump thất bại trong nỗ lực bãi bỏ luật Obamacare. Miến Điện bác quyết định gửi đoàn điều tra của Liên hiệp quốc đến điều tra vụ đàn áp người Rohingya. Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ tiếp xúc với ứng viên Tổng thống cực hữu Pháp Marine Le Pen. Kính thưa quý vị, vào hôm nay tại Roma, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Hiệp ước Roma, lãnh đạo 27 quốc gia châu Âu long trọng ký kết bản tuyên bố chung khẳng định Liên hiệp châu Âu là một thể thống nhất và không thể chia ly. An ninh được siết chặt tại thủ đô nước Ý, nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối châu Âu dự kiến với hàng chục nghìn người tham gia. Lễ ký tuyên bố chung được tổ chức tại Điện Capitol, cũng tại gian Horace và Quirias, nơi cách đây 60 năm, ngày 25 tháng 3 năm 1957, 6 thành viên sáng lập Liên hiệp châu Âu đã ký bản hiệp ước lịch sử. Các quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu hy vọng dịp kỷ niệm 60 năm là cơ hội để tái thúc đẩy dự án châu Âu vốn trở nên mong manh với quyết định Brexit của Anh Quốc và làn sóng dân tộc chủ nghĩa bùng lên khắp nơi trên lục địa này. Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh thủ đô nước Ý được tăng cường an ninh tối đa. Thông tín viên Huy Đăng tường trình từ Roma. Sáng nay, với một Roma rực rỡ nắng ấm, vào khoảng 10 giờ, 27 nguyên thủ quốc gia của các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu, riêng lãnh đạo Anh đã không có mặt vì Anh đã quyết định rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đã long trọng tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên hiệp châu Âu. Báo chí gọi đây là đám cưới kim cương của Liên hiệp châu Âu, và Chủ tịch Ủy ban châu Âu tuyên bố là sẽ có kỷ niệm 100 năm thành lập Liên hiệp châu Âu, ý nói lên niềm tin về sự bền vững và trường tồn của Liên hiệp. Dù rằng hiện nay, châu Âu cũng đang phải đối phó với nhiều vấn đề phức tạp, và nhất là con số quần chúng ủng hộ và tin tưởng vào châu Âu cũng đã thuyên giảm. Khoảng 5.000 nhân viên của lực lượng an ninh, cảnh sát và quân đội đã tăng cường bảo vệ Roma, vừa để phòng chống khủng bố, vừa ngăn ngừa các cuộc bạo loạn có thể xảy ra từ những phần tử quá khích tẩy chay châu Âu. Từ những ngày trước, cảnh sát đã kiểm soát các ngõ ngách, các đường hầm, ống cống ở những nơi trọng yếu của Roma. Đường sông và không phận của Roma hôm nay đã được tuyên bố giới nghiêm. Ngoài ra hôm nay cũng sẽ có 4 cuộc biểu tình tẩy chay châu Âu với khoảng hơn 10.000 người tham dự. Đó là theo số liệu dự phóng của cảnh sát Roma. Cảnh sát đã được báo động về sự hiện diện của những thành phần quá khích như Black Bloc, và mấy hôm trước đây đã có khoảng 7.000 thành phần quá khích mang quốc tịch của những nước khác đã bị trục xuất ra khỏi nước Ý. Quay đăng RFI Roma. Vào hôm qua tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã gặp thất bại nặng nề trong việc yêu cầu Hạ viện thông qua dự luật của chính quyền ông nhằm thay thế luật bảo hiểm y tế của người tiền nhiệm, được gọi là Obamacare. Ông Trump đã bị buộc phải rút lại dự luật của mình sau khi được Hạ viện thông báo là văn bản này không hội đủ đa số phiếu ủng hộ để được thông qua. Theo thông tín viên Anne-Marie Capomaccio, đây là một thất bại lớn đối với Tổng thống Donald Trump, và ông đã ý thức được là việc điều hành một đất nước khác nhiều so với công việc của một chủ công ty. C'est un échec cuisant pour Donald Trump,
Đây là một thất bại ê chề của Donald Trump. Đảng Cộng Hòa ghi nhận là không thể hội đủ đa số phiếu trong hàng ngũ của đảng này để khai tử và thay thế Obamacare. Trong khi đó thì đây là một điểm nổi bật trong chương trình vận động tranh cử. Giờ đây Tổng thống Trump dùng đòn hù dọa qua tuyên bố khi mà tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát thì bên phía Đảng Dân Chủ sẽ phải buộc thương lượng với tôi. Có thể lời đe dọa đó phần nào là có thực, thế nhưng tất cả các nhà quan sát đều đưa ra một nhận định chung, đó là Đảng Cộng Hòa không thể đủ sức lãnh đạo đất nước. Donald Trump đắc cử là nhờ tinh thần chống giới quyền thế, thế nhưng ông không hội đủ đa số ở Quốc hội. Một số nhỏ thuộc cánh cực hữu đang áp đặt luật chơi khi Tổng thống Trump nêu lên khả năng đàm phán với bên Đảng Dân Chủ. Đâu đó, ông đã phải nhìn nhận là không thể thực hiện những gì đã hứa như trong thời gian vận động tranh cử. Về phía Đảng Dân Chủ thì phe này đang rất là phấn khởi khi nhắc lại Đảng Cộng Hòa đã mất đến 7 năm để chuẩn bị cho việc thay thế luật bảo hiểm y tế Obamacare. Donald Trump chứng minh ông ấy không là một nhà thương lượng giỏi giang như ông ta vẫn vỗ ngực tự xưng. Cựu Tổng thống Obama từng giải thích rằng có khác biệt giữa chiến dịch vận động tranh cử và thực tế khi bước chân vào Nhà Trắng. Tổng thống Trump vừa trải qua kinh nghiệm cay đắng về điều này. Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Washington vừa loan báo một loạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào 30 tổ chức và cá nhân Trung Quốc cùng nhiều nước khác bị cáo buộc là đã cộng tác với các chương trình phát triển vũ khí của Iran và Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn AFP dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua cho biết có tổng cộng 9 doanh nghiệp, tổ chức và công dân Trung Quốc bị trừng phạt vì chuyển giao các yếu tố nhạy cảm cho chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Các biện pháp trừng phạt nói trên nằm trong khuôn khổ một quy định mới của chính quyền Mỹ trong lĩnh vực chống phổ biến vũ khí, có tên gọi tắt là INKSNA, nhắm vào Iran, Bắc Triều Tiên và Syria. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì việc phát triển công nghệ tên lửa của Iran làm gia tăng căng thẳng tại khu vực. Washington cáo buộc Tehran hỗ trợ quân sự cho các lực lượng nổi dậy Houthi theo hệ phái Shia tại Yemen. Hoa Kỳ đã dỡ bỏ phần lớn các trừng phạt chống Iran sau khi quốc tế đạt được một thỏa thuận với Tehran về chương trình hạt nhân hồi tháng 7 năm 2015. Tuy nhiên, Washington vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt đối với chương trình tên lửa đạn đạo của nước này. Ngoài 30 tổ chức và cá nhân nói trên, còn có 19 tổ chức và cá nhân khác bị trừng phạt vì bán cho hoặc mua của Iran, Bắc Triều Tiên và Syria các thiết bị, dịch vụ hay công nghệ bị Mỹ cấm. Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn siết chặt các trừng phạt đối với Iran. Còn tại vùng Đông Nam Á, Miến Điện đã bác bỏ quyết định gửi đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc đến xem xét vấn đề đàn áp người Rohingya. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Miến Điện khẳng định hoàn toàn không ủng hộ quyết định của Liên Hiệp Quốc cử đoàn điều tra độc lập về tình trạng người Rohingya bị đàn áp, tuy không tuyên bố thẳng là sẽ cấm cản đoàn. Hãng thông tấn AFP dẫn lời Bộ Ngoại giao Miến Điện, theo đó, việc lập ra một phái đoàn điều tra quốc tế về vụ này trong tình hình hiện nay chỉ thổi bùng lên xung đột thay vì giúp giải quyết vấn đề. Ngày hôm qua, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Geneva đã thông báo lập một đoàn điều tra độc lập với ý định khẩn cấp cử đến Miến Điện để điều tra về các đàn áp tàn khốc của quân đội và an ninh nhắm vào người sắc tộc thiểu số Rohingya từ tháng 10 năm ngoái, vốn bị giới nhân quyền lên án mạnh mẽ. Cuối tháng trước, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Yang Li ra báo cáo cho biết quy mô và tính chất dã man của các bạo lực mà người Rohingya phải chịu là lớn hơn rất nhiều so với những gì đã biết. Ngược lên vùng Đông Bắc Á, vào ngày mai, 1.200 trên tổng số 7,3 triệu cư dân Hồng Kông có tên trong danh sách gọi là Ủy ban Bầu cử sẽ được dùng lá phiếu để chọn lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông. Trong số 3 ứng cử viên thay thế ông Lương Trấn Anh, có đến 2 người thuộc thành phần thân Bắc Kinh. Theo thông tín viên RFI Florence de Changy tại Hồng Kông, thì báo chí ở vùng lãnh thổ này khẳng định rằng Bắc Kinh đã tìm cách tác động trên kết quả cuộc bỏ phiếu. Sẽ có đông cảnh sát hơn là số người đi bỏ phiếu trên đường phố Hồng Kông vào Chủ nhật, khi mà vùng đất từng là thuộc địa của Anh bầu lại lãnh đạo cho một nhiệm kỳ 5 năm. Đây là lần thứ 5 Hồng Kông bầu lại trưởng đặc khu hành chính kể từ khi được trao trả về cho Trung Quốc năm 1997. Đành là về mặt chính thức thì 1.194 người được quyền đi bầu ngày mai phải mang tính đại diện cho các lĩnh vực khác nhau
trong xã hội Hồng Kông, thế nhưng trên thực tế phần lớn họ đã được chọn vì có lập trường thần phục ý muốn của Bắc Kinh. Số này sẽ chọn một trong ba ứng cử viên, đó là cựu Bộ trưởng Tài chính Tăng Tuấn Hoa, nhân vật số 2 trong chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông là bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và người thứ ba là vị thẩm phán đã về hưu Hồ Quốc Hưng. Mọi việc dường như đã được an bài. Theo tiết lộ của báo chí địa phương thì Bắc Kinh đã điều hai đặc sứ thuộc cấp cao nhất sang Thẩm Quyến, thành phố nằm giữa Trung Quốc với Hồng Kông, để tiếp xúc với những đại cử tri Hồng Kông, đó là những người có ảnh hưởng lớn nhất, để hướng dẫn họ về cách nên bỏ phiếu cho ai. Có rất nhiều khả năng, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, 59 tuổi, nhân vật số 2 trong chính quyền mãn nhiệm, sẽ được bầu vào chức vụ trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông. Trong khi đó, thì ông Tăng Tuấn Hoa đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận về ý định bỏ phiếu và khoảng cách nghiêng về phía ứng cử viên này khá lớn. Ngoài ra, chính quyền Hồng Kông đã huy động 1.800 cảnh sát để bảo đảm an ninh cho cuộc bỏ phiếu ngày mai, sau khi có nhiều tổ chức thông báo ý định biểu tình vì không được đến phòng phiếu, một số người dân Hồng Kông sẽ xuống đường đòi được quyền đi bầu. Còn tại Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe của nước này đang phải cố bác bỏ tai tiếng tham nhũng. Bị công khai tố cáo là đã rót tiền cho hiệu trưởng một trường tư thục có xu hướng dân tộc chủ nghĩa, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày hôm qua đã cho công bố một số thư điện tử để biện minh cho sự trong sạch của mình. Theo hãng tin Pháp AFP, thì vào hôm 23 tháng 3, trong một cuộc điều trần trước Quốc hội Nhật Bản, ông Yasunori Kagoike, hiệu trưởng một trường tư thục đang là trung tâm của một tai tiếng tham nhũng, đã khai rằng phu nhân của Thủ tướng Nhật đã chuyển cho ông 1 triệu yên tiền mặt, nói là thay mặt Thủ tướng Chính phủ. Lời chứng được đưa ra trước Quốc hội sau khi tuyên thệ nói sự thật, đã góp thêm vào một loạt những thông tin do báo chí tiết lộ. Theo đó, nhân vật này đã có thể mua được với giá cực rẻ, nhưng trong những điều kiện bất minh, một khu đất thuộc sở hữu của nhà nước Nhật để xây dựng một trường tiểu học. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm qua lần đầu tiên đã có một cuộc gặp chính thức tại Moscow với lãnh đạo đảng cực hữu Pháp, bà Marine Le Pen, đồng thời là một trong những ứng cử viên nặng ký trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào tháng tới. Theo chương trình được loan báo, thì nhân chuyến thăm Nga sau cuộc tiếp xúc một số nghị sĩ Nga vào sáng qua, bà Le Pen không có hoạt động quan trọng nào khác và nhất là không có cuộc họp với nguyên thủ nhà nước Nga. Thế nhưng sau khi kín đáo đến thăm một cuộc triển lãm tại nhà bảo tàng của Điện Kremlin, người ta lại thấy bà Le Pen xuất hiện trên truyền hình nhà nước Nga cùng với Tổng thống Vladimir Putin trong một phòng khách trên tầng thứ nhất của Điện Kremlin, thường được sử dụng cho các cuộc họp không chính thức. Phát biểu với bà Le Pen, ông Putin khẳng định là nước Nga không hề muốn tác động đến cuộc bầu cử ở Pháp sắp tới, nhưng có quyền liên lạc với các chính trị gia Pháp có trọng lượng trong đời sống chính trị nước này, tương tự như với các nước châu Âu hay Hoa Kỳ. Riêng đối với bà Le Pen, ông Putin xác định rằng xin trích thật là thú vị khi được chia sẻ với bà về cách phát triển quan hệ song phương giữa hai nước và tình hình ở châu Âu, vì tôi biết bà đại diện cho một xu hướng chính trị châu Âu đang phát triển khá nhanh. Lời lẽ trong nguyên văn. Liên quan tới tình hình Pháp, cảnh sát đã cho tạm giam hai nghi phạm vụ tấn công ở sân bay Orly. Hai người này bị tình nghi cung cấp vũ khí cho kẻ tấn công các quân nhân ở phi trường Orly phía nam Paris hôm 18 tháng 3. Hai nghi can đã bị khởi tố và tạm giam kể từ hôm qua. Theo hãng tin Pháp AFP, hai người đàn ông tuổi 30 và 43 vừa bị bắt, cư trú tại vùng Paris, vốn có nhiều tiền án không liên quan tới khủng bố. Một nguồn tin cảnh sát cho biết người thanh niên 30 tuổi bị nghi ngờ là đã cung cấp cho thủ phạm Ziyad Ben Benghazem vụ một khẩu súng lục vài ngày trước vụ tấn công. Trở lại khu vực Đông Âu, cảnh sát Belarus tiến hành một loạt các vụ bắt bớ trước cuộc biểu tình lớn dự kiến của đối lập tại thủ đô Minsk. Tổng cộng khoảng 60 người bị bắt, kể cả các quan sát viên nước ngoài. Đối tượng bắt chính là những người làm việc tại các văn phòng của một tổ chức bảo vệ nhân quyền có tên là Viasna. Vụ bắt người này xảy ra sau khi một lãnh đạo chủ chốt của đối lập, ông Vladimir Nikolaev, bị câu lưu. Ông Vladimir Nikolaev có kế hoạch phát biểu trước cuộc biểu tình tại Minsk ngày hôm nay. Vị lãnh đạo đối lập bị bắt tại biên giới khi trên đường từ Ba Lan trở về Belarus. Chính quyền Minsk thông báo cuộc biểu tình ngày hôm nay là bất hợp pháp. Các vị trí nơi dự kiến diễn ra biểu tình bị cảnh sát phong tỏa. Khoảng 100 người bị câu lưu ít phút trước 14 giờ giờ địa phương. Tiếp tục chương trình là phần tin ngắn.
Tại khắp nơi trên thế giới ngày hôm nay, từ New York đến Paris, Sydney, điện sẽ được tắt tối nay trong vòng 1 giờ để hưởng ứng phong trào giờ trái đất. Sự kiện giờ trái đất được tổ chức liên tục từ năm 2007 đến nay để nhắc nhở với thế giới về nguy cơ trái đất bị hâm nóng và các nỗ lực cần thiết để tiết kiệm năng lượng. Nga và Trung Quốc đòi Liên Hiệp Quốc mở rộng cuộc điều tra về vũ khí hóa học từ Syria qua Iraq. Đề nghị này đã được hai nước đưa ra vào hôm qua. Theo đó, Ủy ban của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ điều tra các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria phải mở rộng điều tra sang Iraq. Tuy nhiên, đại diện Anh đã lập tức bác bỏ đề xuất này. Nga và Trung Quốc đã nêu lên khả năng mở rộng phạm vi hoạt động của ủy ban trên trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bàn về cuộc chiến tại Mosul, nơi các lực lượng Iraq đang chiến đấu chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tại Pháp, ông Marc Julot, nguyên là dân biểu dự khuyết, người sẵn sàng thay thế cho dân biểu François Fillon tại Quốc hội Pháp, vừa bị Tư pháp ra quyết định khởi tố ngày hôm qua vì liên quan đến nghi án việc làm giả Penelope Fillon. Ông Julot đã bị Tư pháp triệu tập sáng hôm qua. Ông Julot là thị trưởng của Đảng Những Người Cộng Hòa ở tại Sablé-sur-Sarthe, hiện là dân biểu Quốc hội thay cho ông Fillon trở thành ứng cử viên tranh cử Tổng thống. Tại Hàn Quốc, công việc trục vớt phà Sewol sau 3 năm bị đắm đã thành công. Tập đoàn phụ trách việc trục vớt chiếc phà vào hôm nay đã đưa được chiếc phà này lên một cấu trúc nửa nổi nửa chìm, trong khi chờ đợi được lai dắt sang một hải cảng. 3 năm sau vụ chìm phà đã làm cho 304 người chết, hầu hết là học sinh. Đây là một trong những khâu rất phức tạp trong tiến trình đưa phà Seoul đến vùng duyên hải. Phà này có trọng tải gần 7.000 tấn, dài 145 mét, đã bị đắm hôm 16 tháng 4 năm 2014. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục sau đây, mời quý vị nghe Thụy My trong mục Điểm Tuần Báo. Điểm Tuần Báo. Kính thưa quý vị, bầu cử Tổng thống Pháp, tương lai của châu Âu và Donald Trump là những chủ đề chính của các tuần báo Pháp ra tuần này. Liên quan đến châu Á, trong bài phóng sự Chính sách xe ủi đất tại La Runga, Le Monde cuối tuần cho biết, từ đầu thập niên 1980, các ni sư và người hành hương đổ xô đi viếng tu viện Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng trên vùng núi cao ở Tứ Xuyên. Hiện tượng này khiến chính quyền Trung Quốc không hài lòng. Từ một năm qua, Bắc Kinh cho trục xuất cư dân và cưỡng chế phá dỡ nhà cửa vùng này, nhân danh các giá trị gọi là cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Khu La Runga, tức Lạc Nhược Hương trong chữ Hán, là hàng ngàn ngôi nhà nhỏ bé làm bằng những thân gỗ tròn và xi măng sơn màu đỏ tía gắn chi chít vào sườn núi. Khu vực tu viện Tây Tạng Lạc Nhược Hương nằm ở độ cao 4.200 mét, nhìn xuống thung lũng Sekta, tỉnh Tứ Xuyên, sẽ không còn mang bộ mặt xinh đẹp này được bao lâu nữa. Sau nhiều năm tương đối nương tay, nay chính quyền Trung Quốc muốn siết lại cộng đồng Phật giáo đông đảo có từ 10.000 đến 20.000 thành viên, và họ muốn hành động một cách lặng lẽ, không có nhân chứng, đặc biệt là người ngoại quốc. Lệnh trục xuất đã được đưa ra để giảm số cư dân xuống còn 5.000 và quy hoạch lại toàn bộ khu tu viện. Hầu hết cư dân là người Tây Tạng. Việc cưỡng chế người dân và phá dỡ các ngôi nhà đã bắt đầu từ giữa năm ngoái một cách bí mật. Khoảng 6.700 người đã bị cưỡng bức di dời, 1.500 căn nhà bị ủi sập. Sự hung hãn này nhắc nhở rằng các tôn giáo đã trở thành đáng ngờ dưới mắt ông Tập Cận Bình, vốn muốn áp đặt lòng ái quốc và trung thành với các giá trị cơ bản của chủ nghĩa xã hội, có nghĩa là với đảng. Nhất là Lạc Nhược Hương có vẻ gây phiền phức khi có ảnh hưởng đạo đức ngày càng rộng lớn tại vùng đất người Tây Tạng đã từng xảy ra làn sóng phản kháng năm 2008, rồi 146 vụ tự thiêu từ 2009 đến nay.
Theo Human Rights Watch, việc cưỡng chế ở Lạc Nhật Hương hết sức độc đoán. Các tài liệu bị rò rỉ cho biết việc di dời được coi là nhiệm vụ uốn nắn ý thức hệ. Trong một video của Free Tibet có cảnh các Nico Tây Tạng bị đưa lên những chiếc xe buýt theo từng địa phương khác nhau trước những đồng đạo đang khóc lóc. Mỗi người bị cưỡng chế đều bị buộc phải viết ra giấy là ủng hộ chủ trương của chính quyền đối với tu viện, tự nguyện về quê và không bao giờ quay lại Lạc Nhật Hương. Chưa hết, các tăng ni bị cưỡng chế còn phải theo học các lớp giáo dục ái quốc khi về đến nguyên quán, có nghĩa là bị tẩy não. Cuối năm ngoái, một video trên Twitter cho thấy một nhóm Nico tại khu tự trị Tây Tạng mặc quân phục buộc phải hát người Hán và người Tây Tạng đều là con của mẹ tổ quốc Trung Hoa. Trú ẩn trong Phật giáo cũng là một hình thức phản kháng của người Tây Tạng. Lạc Nhật Hương còn khuyến khích bảo vệ ngôn ngữ Tây Tạng, chống đô hộ văn hóa của Bắc Kinh. Cuộc chiến ý thức hệ có thể thấy rõ trên cao nguyên Gaxi. Những pano to đùng dựng bên đường kêu gọi phải biết ơn đảng, yêu thương mẹ tổ quốc. Những chữ Hán khổng lồ chiếu lên vách núi câu khẩu hiệu của Tập Cận Bình cùng kiến tạo giấc mơ Trung Hoa. Bên cạnh đó, một thông điệp tiếng Tây Tạng kêu gọi người sáng lập Lạc Nhật Hương, hỡi đạo sư Jimmy Phun Sóc, hãy phù hộ cho chúng con. Theo tác giả, câu nói như một lời kêu cứu. Ở phía dưới, những con đường rộng rãi và những vòng xoay vừa mới được vạch ra đang chờ đợi một thành phố mới được xây dựng lên. Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI. Tuần báo Le Nouvel Observateur trong bài Mélenchon, người Pháp vinh danh tư tưởng của Mao cho biết, theo ứng cử viên Tổng thống cực tả Pháp Jean-Luc Mélenchon, thì Trung Quốc là hình mẫu mà nước Pháp phải noi gương. Bài trả lời phỏng vấn này của Chủ tịch phong trào nước Pháp bất khuất đã được báo chí nhà nước Trung Quốc hớn hở đăng lại và lan tràn trên hàng ngàn trang mạng ở Hoa Lục. Năm 2008, khi trên thế giới nổi lên phong trào tẩy chay rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh, Jean-Luc Mélenchon lại lớn tiếng đã kích Đạt Lai Lạt Ma là thủ lãnh tôn giáo phản đối khai hóa, người chủ trương độc lập sắc tộc, muốn trục xuất 100 triệu người Hoa khỏi Tây Tạng. Nhưng bài trả lời phỏng vấn dài đăng trên một tờ báo cho Bắc Kinh kiểm soát hồi tháng 9 năm ngoái mới làm Trung Quốc hởi lòng hởi dạ nhất. Ông Mélenchon gọi Đạt Lai Lạt Ma là người muốn cắt mất của Trung Quốc 1/4 lãnh thổ. Ông tuyên bố nền văn minh Trung Quốc xứng đáng được cả hành tinh chọn lựa, cho biết ông rất chờ đợi Bắc Kinh lãnh đạo thế giới. Tuần báo Los nhận định, đúng là khúc hát thiên cung dành cho các quan lại đỏ. Bài phỏng vấn được tất cả các trang mạng của chính phủ Trung Quốc đăng lại. Hình ứng viên cực tả Pháp được đặt trên nền đỏ phía sau Mao Trạch Đông, Stalin, Lenin, Marx và Engels. Khẩu hiệu tranh cử nắm lấy quyền lực của ông được bổ sung bằng câu chủ nghĩa Marx Lê và tư tưởng Mao Trạch Đông bách chiến bách thắng muôn năm. Nhiều cư dân mạng ở Hoa Lục hoan hỷ gọi ông Mélenchon là người Pháp đã làm rạng danh tư tưởng Mao Chủ tịch. Được tuần báo Los liên lạc, ông Jean-Luc Mélenchon từ chối đưa ra lời bình luận. Cũng về châu Á, Courrier International dịch lại bài báo một sự chuyển đổi nguy cơ cao của tờ Weekly Kyung-hyang ở Seoul. Tờ báo nhận định Hàn Quốc đang ở vào tình thế khó khăn. Sau khi bà Park Geun-hye bị phế truất, người dân sẽ đi bầu tổng thống mới vào ngày 9 tháng 5 tới, trong bối cảnh bị Bình Nhưỡng đe dọa với vũ khí nguyên tử, Washington cứng rắn hơn và quan hệ với Bắc Kinh đang căng thẳng. Quyền lực tập trung vào tay tổng thống, trong khi không có cơ chế kiểm soát hiệu quả. Một thẩm phán của tòa bảo hiến đã nhận xét như trên, bên lề phiên tòa trút phế bà Park. Theo một giáo sư của trường đại học Trung An, tuy người Hàn Quốc đã thành công trong việc đạt được bầu cử trực tiếp và tách quân đội ra khỏi chính trị, nhưng vẫn còn phải nỗ lực nhiều để bảo đảm các quyền tự do và tham chính của công dân, đồng thời phân bổ nhiệm vụ hợp lý cho các định chế. Vào lúc Liên hiệp châu Âu tròn 60 tuổi, tương lai của liên minh này, theo tuần báo Le Nouvel Observateur, đang bị đe dọa nặng nề. Trong lúc công dân châu Âu không còn tha thiết với Liên hiệp và phong trào dân túy đang lên cao, Liên hiệp châu Âu còn phải đối mặt với một mối đe dọa mới, đó là Tổng thống Mỹ. Tờ báo đặt câu hỏi, ông Trump phải chăng muốn hủy hoại châu Âu? Which country will be next to leave? Nước nào sắp tới sẽ ra khỏi Liên hiệp châu Âu? Mỗi lần tiếp một đối tác châu Âu, Donald Trump đều thích thú đặt ra câu hỏi đó với các đại sứ, với Thủ tướng Tây Ban Nha hoặc với Thủ tướng Anh Theresa May. Nhưng bà May ngược lại nói cho ông hiểu rằng, ngay cả sau vụ Brexit, một Liên hiệp châu Âu láng giềng thịnh vượng mới có lợi cho Anh quốc và bà không muốn nước nào theo chân London cả.
Donald Trump không ưa Liên hiệp châu Âu. Các nhà ngoại giao nhận thấy, thậm chí ông còn tránh không nói đến tên, như trong buổi gặp gỡ lạnh giá với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 17 tháng 3 vừa qua, ông chỉ dùng từ các định chế lịch sử. Tân Tổng thống Mỹ coi EU là một bộ máy quan liêu và nhìn chung, ông Trump không thích những gì đa phương. Từ lâu, ông vẫn tin rằng Hoa Kỳ có lợi khi đàm phán song phương vì mạnh hơn. Liệu Tổng thống Trump có tìm cách phá vỡ Liên hiệp châu Âu hay không? Từ nhiều tuần qua, châu Âu vẫn cảnh giác trước ý định thực sự của ông. Theo Lopes, Tổng thống Mỹ có thể phá hoại EU bằng cách gây chia rẽ. Đầu tiên là Brexit, có ý kiến nghi ngờ London sẽ là con ngựa thành tro của Donald Trump, hoặc làm như Putin, ủng hộ các đảng phái muốn giải tán châu Âu. Vũ khí thương mại cũng có thể được dùng đến. Ông Trump đe dọa áp đặt các loại thuế mới lên hàng nhập khẩu từ châu Âu, trong khi tiếp cận riêng với từng nước thành viên. Về kinh tế, báo Le Point điểm qua Canada, Thụy Điển, Đức làm thế nào vực dậy một đất nước. Tờ báo điểm qua các quốc gia đã biết cải cách sâu sắc nhà nước phúc lợi và mô hình xã hội của mình. Hà Lan đến giữa thập niên 90 có kết quả kinh tế rất khá, trong khi 10 năm trước đó suýt phá sản. Phép lạ diễn ra tại ngoại ô La Hay. Các nghiệp đoàn, chế chủ và chính khách tạo thành một liên minh để cứu vãn đất nước, cắt giảm chi tiêu công, trong khi vẫn giữ nguyên được cấu trúc cơ bản của mô hình xã hội. Ví dụ của Canada cũng rất ấn tượng. Khi Thủ tướng Jean Chrétien lên nắm quyền năm 1993, ngân sách trống rỗng, suýt phải cầu viện Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bị Wall Street Journal coi là một quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Với khẩu hiệu không thể tiếp tục như thế, ông xuôi ngược đất nước để giải thích cho người dân, trao cho các thành viên chính phủ và nghiệp đoàn nghiên cứu tinh giản bộ máy. Sau đó, nợ công của Canada đã được đánh giá lại. Gần như cùng một thời kỳ, Thụy Điển cũng lao đao với nợ công vượt qua 85% GDP. Thủ tướng Göran Persson quyết định giảm 400.000 công chức, gắn lương hưu với tình hình kinh tế, ấn định mức trần cho trợ cấp thất nghiệp. Liệu pháp này gây sốc tại đất nước vốn có phúc lợi xã hội rất cao? Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, báo L'Express nói về các nữ nghệ sĩ và cuộc khủng hoảng tuổi ngũ tuần. Ngoài một số nữ diễn viên ngôi sao như Catherine Deneuve, những phụ nữ tuổi từ 50 trở đi hầu như vắng bóng trên màn bạc. Đến 50 tuổi, phụ nữ đạt được quyền lực siêu nhiên, đó là trở thành người vô hình. Câu nói đùa này luôn mang tính thời sự. Trong số 200 bộ phim Pháp ra mắt khán giả năm 2015, chỉ có 3% trong số gần 3.000 vai diễn được trao cho các nữ diễn viên trên 50 tuổi. Trong khi đó, lứa tuổi này chiếm đến 51% số phụ nữ Pháp trưởng thành. Ông Christopher Robba thuộc công ty VMA nói, không có vai nào dành cho họ vì không ai viết ra, và khi nhân vật nam 50 tuổi có vợ, thì người vợ tối đa chỉ được 40 tuổi. Xưa nay, kịch bản chủ yếu cho các tác giả nam viết, và nếu người đàn ông đại diện cho sức mạnh và lý trí, thì nhân vật nữ chỉ được nhấn vào sự quyến rũ. Đó là lý do khiến lão hóa trở thành nỗi sợ hãi của các nữ diễn viên. Trong quảng cáo, thời trang, truyền hình, điện ảnh, những người đẹp đều phải trẻ tuổi, cao ráo. Và người diễn viên nữ, khi những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện, không có cách nào khác là cầu viện đến giải phẫu thẩm mỹ. Khafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Kỷ niệm 60 năm Hiệp ước Roma, 27 nước châu Âu ra tuyên bố chung khẳng định Liên hiệp châu Âu là một thể thống nhất và không thể chia ly. Tổng thống Mỹ Donald Trump thất bại trong nỗ lực bãi bỏ luật Obamacare. Miến Điện bác quyết định gửi đoàn điều tra của Liên hiệp quốc điều tra vụ đàn áp người Rohingya. Tổng thống Nga Putin bất ngờ tiếp xúc với ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh phụ trách. Chính quyền Donald Trump ra tiêu chí gọi thầu xây tường ngăn chặn nhập cư từ Mexico. Bác sĩ vùng Flamand của Bỉ than phiền bị bệnh nhân quấy rối tình dục. Căng thẳng Nga và Ukraine trước thềm Eurovision. Đức phục hồi danh dự cho khoảng 50.000 người đồng tính. Và tại Hàn Quốc, 70 tuổi vẫn có thể thành sao mạng xã hội. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
Kính thưa quý vị, tường ngăn phải đẹp và chắc, đó là tiêu chí mà chính quyền Donald Trump đưa ra trong kế hoạch xây dựng bức tường ngăn chặn nhập cư trái phép ở biên giới Mexico, bất chấp các chỉ trích và các cuộc tranh luận. Dự án đã được công bố chính thức trên trang mạng của Bộ Nội vụ Hoa Kỳ hôm thứ Hai 20 tháng 3, bao gồm hai gói thầu thiết kế mẫu. Gói thứ nhất liên quan đến phần kỹ thuật. Theo đó, bức tường ngăn phải là những khối bê tông chắc chắn, cao 9 mét và có thể ngăn chặn các hành động leo trèo, chống chọi được với mọi ý đồ phá hoại hay đập phá lâu dài bằng chùy, cuốc và đèn xì v.v. Bền chắc nhưng cũng phải đảm bảo về mặt mỹ quan. Phần gọi thầu thứ hai yêu cầu một phần tường xây phải trong suốt, cho phép cảnh sát biên phòng Mỹ có thể thấy được chuyện gì xảy ra ở bên kia bức tường. Đặc biệt, mặt phía bắc của bức tường, tức phía Hoa Kỳ, về mặt thẩm mỹ sẽ phải nhìn bắt mắt và có màu sắc. Trước một đòi hỏi hơi khiếm nhã này, giới kiến trúc sư Mexico đề xuất nên tô màu hồng vậy. Tuy nhiên, dự án xây tường này cũng đã thu hút sự quan tâm của hơn 700 doanh nghiệp Mexico, một sự ham muốn không làm hài lòng chính quyền Mexico chút nào. Theo tường thuật của thông tín viên RFI Patrick John Booth từ thủ đô Mexico, thì Tổng thống Peña Nieto đã lên tiếng cảnh cáo những doanh nghiệp nào có ý định dự thầu vào dự án xây tường của chính quyền Donald Trump. Quant au ministre de l'économie, il Ildefonso Guajardo, il s'est voulu menaçant en insistant sur la fibre patriotique des Mexicains. Et la mise en garde. Về phần Bộ trưởng Kinh tế Ildefonso Guajardo, ông đã hăm dọa bằng cách khai thác tinh thần yêu nước của người dân Mexico. Ông đã cảnh cáo những doanh nghiệp nào không ủng hộ bản sắc dân tộc, bởi vì các công ty này có thể bị người tiêu dùng Mexico tẩy chay. Cần phải nhắc lại rằng kể từ tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Peña Nieto đã khẩn thiết kêu gọi đoàn kết dân tộc và các cuộc biểu tình chống Trump đã diễn ra trên toàn quốc. Đa số người Mexico coi bức tường này như một sự lăng nhục và nhất là việc họ có thể phải trả tiền cho việc xây dựng tường này. Do vậy, người dân đã yêu cầu các công ty quốc gia từ bỏ việc tham gia xây tường cho dù dự án này có thể mang lại cho họ những khoản lợi nhuận khổng lồ. Người dân Mexico đã kêu gọi tẩy chay EcoVelocity, một công ty nhỏ, vì đã đăng ký trên website của chính phủ Mỹ tham gia cung cấp bóng đèn LED để chiếu sáng các bức tường biên giới bên phía Mexico. Chuyển sang khu vực châu Âu. Tại Bỉ, nhất là vùng Flamand, chuyện nghe có vẻ nghịch lý, nhưng 40% những người hành nghề y, bao gồm cả nam lẫn nữ, đều than phiền, bị quấy rối với những đề nghị tình dục không mong muốn từ các bệnh nhân. Theo kết quả thăm dò của Accent, một tờ báo dành cho giới bác sĩ vùng Flamand công bố ngày 10 tháng 3, được tạp chí M của báo Le Monde số ra cuối tuần 18-19 tháng 3 vừa qua trích dẫn lại, thì các bác sĩ bị quấy rối trong quá trình khám bệnh, đại khái theo kiểu như ve vãn, mời ăn tối và xa hơn nữa là có những quan hệ thân mật hay như có những đề nghị mà người ta không thể nói rõ hơn được nữa. Cuối cùng, tạp chí Em cũng không quên cho biết là tại Đại học Gòn, các sinh viên ngành y kể từ giờ cũng được học một vài quy tắc cơ bản để có thể thoát được các bệnh nhân nam hay nữ nào đến tìm kiếm những thứ gì khác ngoài toa thuốc. Cũng tại châu Âu, đối đầu trên trận địa đông Ukraine chắc cũng chưa đủ, nên giờ đây Nga và Ukraine lại đỏ sức với nhau trên mặt trận văn hóa, đó là cuộc thi Eurovision. Cơ quan mật vụ Ukraine đã cấm ca sĩ Yulia Samoylova đại diện cho nước Nga trong cuộc thi Eurovision vào tháng 5 tới nhập cảnh vào Ukraine. Lý do ư? Thông tín viên Sebastian Gobert tại Kiev giải thích vì sao. Les Ukrainiens n'ont semble-t-il aucun remords à réinviter la géopolitique dans l'Eurovision. La gagnante 2016, la chanteuse Jamala, est elle-même une tatare de Crimée. Elle vit en exil depuis. Dường như chính quyền Ukraine không hề có ân hận dày vò lương tâm gì trong việc đưa yếu tố địa chính trị vào cuộc thi hát Eurovision. Bản thân người thắng cuộc Eurovision năm 2016, ca sĩ Jamala, là người Tatar Crimea. Từ khi bán đảo này bị sáp nhập vào năm 2014, cô đã phải sống lưu vong. Do vậy, dường như khó tưởng tượng nổi là Ukraine đón tiếp một nghệ sĩ Nga mà người này lại đã đến Crimea một cách bất hợp pháp theo nhãn quan của Kiev. Quyết định cấm ca sĩ Nga là một dịp để nhắc nhở với toàn thế giới về cuộc chiến hỗn hợp đang diễn ra quyết liệt giữa hai nước.
bản tổng kết về thiệt hại nhân mạng do cuộc xung đột quân sự ở phía đông Ukraine, cách xa vùng Crimea, mỗi tuần thêm nặng nề. Các phương tiện truyền thông và mạng xã hội ủng hộ quyết định này. Tuy nhiên, một số người lo ngại là Ukraine bị chỉ trích đối xử không đúng đối với cô ca sĩ Nga bị tàn tật ngồi trên xe lăn và không hề theo xu hướng chính trị nào. Cả hai bên đều có phản ứng mạnh mẽ. Bất luận thế nào, Yulia Samoilova không phải là ca sĩ Nga đầu tiên bị chính quyền Kiev trừng phạt. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy Ukraine và Nga ngày càng xa nhau và căng thẳng giữa hai nước không sớm dịu đi. Et que les tensions ne vont pas s'apaiser de sitôt. Sébastien Gobert, Kiev, RFI. Còn tại Đức, những người đồng tính đã thiệt mạng dưới thời Đức Quốc xã có lẽ đã mỉm cười được nơi chính suối. Những người còn sống sót giờ có thể thanh thản, sống đến cuối đời, bởi vì ngày 22 tháng 3 vừa qua, nước Đức quyết định mở đường cho việc phục hồi danh dự và đền bù cho khoảng 50.000 người đồng tính. Theo thông tín viên Nathalie Versier tại Berlin, en 1872, le code pénal allemand adopte l'article 175 qui punit de prison les actes sexuels dits contre nature. Vào năm 1872, Bộ luật hình sự của Đức đã thông qua điều khoản 175 trừng phạt những hành động quan hệ tình dục được coi là phản tự nhiên. Chính quyền phát xít đã sửa đổi điều khoản này và dưới thời Đức Quốc xã có tới 42.000 người bị kết án lao động khổ sai. Nhiều người trong số này đã chết trong các trại tập trung. Sau đệ nhị thế chiến, Cộng hòa Liên bang Đức tiếp tục áp dụng điều khoản 175 của chế độ phát xít cho đến tận năm 1969. 50.000 người đã bị kết án, một số phải ngồi tù. Điều khoản 175 chỉ biến mất khỏi bộ luật hình sự của Tây Đức vào năm 1994. Trong khi đó, Cộng hòa Dân chủ Đức, Đông Đức đã xóa bỏ điều này từ năm 1977. Chấn thương tâm lý do điều khoản 175 gây ra vẫn còn hiện rõ nét ở những người đồng tính luyến ái cao tuổi. Trong nhiều năm trời, họ đã phải sống lẩn trốn. Dự luật của chính phủ dự trù đền bù 3.000 euro cho mỗi lần bị kết án và 1.000 euro cho mỗi năm ngồi tù. 1.000 euro supplémentaires par année de prison. Nathalie Versieux, Berlin, RFI. Ai bảo rằng trở thành sao chỉ là lĩnh vực dành cho giới nghệ sĩ hay chí ít là giới trẻ ngày nay? Với sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội, giờ chúng ta có thể thành sao ở bất kỳ độ tuổi nào. Tại Hàn Quốc, bà Park Mae-rie nay đã 70 tuổi nhưng vẫn gây sốt trên các trang mạng xã hội từ 2 tháng qua nhờ vào kênh YouTube của bà mang tên Nhật ký của bà. Mái tóc ú nếp, nhuộm đen, cách diễn đạt thẳng thắn và nụ cười đầy thiện cảm, bà bắt cho người xem thấy được cuộc sống thường nhật của bà ra sao. Nào là tập yoga, đi chơi thuyền kayak, thăm trại nuôi gà, hát nhạc K-pop hay đi nghỉ ở Úc. Chính những tình huống đôi khi hơi khiếm nhã, nhưng cái tài đối đáp của bà, những lời bình phẩm không qua kiểm duyệt và chất giọng miền Nam đã làm nên những kỳ tích kỳ lạ. Theo thông tín viên Frederick Ojakdas tại Seoul, thì đoạn video thành công nhất của bà chính là cảnh bà đang trát kem lên mặt, các loại nước dưỡng da trước khi đến nhà sĩ. Một cách chỉ trang điểm phiên bản tuổi già, rất khôi hài. Chỉ riêng một này, bà đã thu hút được 1,3 triệu lượt người xem. Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đây là góc vườn âm nhạc. Tuấn Sào sẽ nói về với quý vị thế hệ trẻ Pháp hát nhạc Michel Fugain nhân dịp nam ca sĩ ăn mừng 50 năm sự nghiệp. Năm 2017 chính thức đánh dấu 50 năm sự nghiệp ca hát của Michel Fugain. Ông nằm trong số 6 dòng ca ăn khách từ những năm 1970 trở đi, có tên gọi là Michel. Tất cả các gương mặt này đều là ca sĩ kiêm tác giả. Có khác nhau hay chăng, chủ yếu là ở trong phong cách sáng tác hay biểu diễn. Trong nhóm 6 ca sĩ tên Michel, Fugain là nhân vật khả ái, lạc quan và yêu đời hơn cả. Để đánh dấu nửa thế kỷ sự nghiệp sân khấu, Michel Fugain đã triệu tập các nghệ sĩ trẻ tuổi cũng như các giọng ca ăn khách hiện thời. Cùng nhau trong phòng thu thanh, họ đã ghi âm lại các bản nhạc quen thuộc nhất của Michel Fugain. Tuyển tập này mang tựa đề Chante la vie chante,
Hát cho cuộc đời, bao gồm 15 ca khúc nổi tiếng, chọn lựa từ hơn 300 ca khúc mà Michel Fugain đã từng ghi âm trong đời. Album chọn lọc này được phát hành vào ngày 12 tháng 5, đúng vào ngày Michel Fugain ăn mừng cùng lúc hai sinh nhật, 50 năm sự nghiệp và 75 năm tuổi đời. Sinh trưởng tại thành phố Grenoble, Michel Fugain thật ra ban đầu nuôi mộng làm diễn viên chứ không phải là ca sĩ. Ông chọn nghề sân khấu từ năm 1964, theo học cùng một lớp đào tạo diễn xuất và kịch nghệ với Michel Sardou. Michel Fugain từng sáng tác nhạc và giúp đỡ Michel Sardou đi hát thử giọng cho công ty Barclay. Và có lẽ cũng vì thế mà cả hai người sau đó đều được tuyển lựa vào cùng một hãng đĩa. Khi mới vào nghề, Michel Fugain ban đầu trao dồi học hỏi bằng cách viết nhạc cho nhiều ca sĩ khác. Mãi đến gần 4 năm sau, ông mới ghi âm với chính giọng ca của mình. Năm 1967, tức là cách đây vừa đúng nửa thế kỷ, Michel Fugain đã thành công rực rỡ với album đầu tay nhờ vào ca khúc chủ đề Je n'aurai pas le temps, chỉ ngại không đủ thời gian. Michel Fugain sáng tác nhạc trên lời của tác giả Pierre Delanoë. Trong suốt 50 năm ca hát, Michel Fugain đã ghi âm khá nhiều bản nhạc ăn khách, kể cả bản nhạc mà anh đã viết cho Thế vận hội mùa đông lần thứ 10, tổ chức vào năm 1968 tại thành phố Grenoble, nguyên quán của nam ca sĩ. Trong số các bản nhạc ăn khách ấy, quen thuộc nhất vẫn là nhạc phẩm Une belle histoire, một câu chuyện đẹp, phát hành vào mùa hè năm 1972. Thành công ngoạn mục này trước hết là nhờ vào quan hệ hợp tác khá ăn ý giữa hai tác giả. Pierre Delanoë có cái tài đặt lời sát sườn với âm điệu và gần gũi với thực tế đời thường. Còn Michel Fugain thì biết soạn những giai điệu dễ thấm và dễ thương, hợp với cách hát tự nhiên chứ không mang tính cường điệu phô trương. Cặp bài trùng này tiếp tục làm việc với nhau để cho ra đời nhiều ca khúc ăn khách trong vòng một thập niên liền. Nhạc phẩm Une belle histoire, một câu chuyện đẹp, sau khi bán được gần 1 triệu bản tại Pháp, đã có nhiều phiên bản khác nhau trong nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Bồ Đào Nha. Còn trong tiếng Việt, bài này có nhiều tên, có lúc là chuyện tình, có khi là tình yêu tuyệt vời. Trước năm 1975, bài hát từng được ca sĩ Anh Tú và ban nhạc The Uptide ghi âm. Đến những năm 1990 ở hải ngoại, ca khúc này từng được nhiều lần ghi âm lại qua các giọng ca như Dalina hay Đôn Hồ. Mà hôm nay tình phai hỡi người yêu dấu.
Trên thị trường Pháp hiện giờ, các album ăn khách thường là những dự án ghi âm tập thể. Và có lẽ cũng vì thế mà trong khoảng 3 hay 4 năm gần đây, nhiều tuyển tập theo kiểu cùng nhau ta hát để tưởng niệm một người đã khuất hay để vinh danh người còn sống đều lần lượt được tung ra thị trường. Sau thành công của hai tập nhạc thế hệ Goldman, mỗi tập bán hơn 1 triệu bản, đã lượt giới nghệ sĩ trẻ hát lại nhạc của Hono, của Aznavour, của ban nhạc Telephone hay để tưởng niệm Daniel Balavoine và Michel Delpech. Trong trường hợp của Michel Fugain, do từ những năm 1972, ông đã từng nổi tiếng là cánh chim đầu đàn của ban nhạc Big Bazaar, cho nên Michel Fugain rất hợp với các sinh hoạt văn nghệ tập thể. Trong suốt những năm 1970, ban nhạc này chuyên biểu diễn với lối pha trò dí dỏm, khôi hài mà vẫn có duyên, đôi khi có tới hơn 30 thành viên hát trên cùng một sân khấu. Cho nên, thể loại sở trường của Michel Fugain chính là ca nhạc kịch, vừa hát vừa múa, với phong cách ăn mặc bụi đời hippie, thời của khẩu hiệu Peace and Love cũng như Flower Power, hoa cải mái tóc để dài ngàn vai. Hình ảnh này gắn liền với Michel Fugain tới nỗi sau khi ban nhạc Big Bazaar ra đám, Michel Fugain đi hát một mình và chuyển qua sáng tác những ca khúc trầm buồn hướng về nội tâm. Cho dù bài hát có hay nhưng vẫn không thành công. Vì đối với người Pháp, Michel Fugain dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ông luôn thể hiện cho niềm lạc quan yêu đời. Trong tâm trí của họ, ông muôn thuở vẫn là một chàng lãng tử du ca, khẽ hát trên phím ngà ngôn ngữ của muôn hoa. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. De repente, o mundo sal, dois corações. E parece que o tempo para, pra não ver chegar o amanhã. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, de repente tout le monde sent dos corações. Nada mais existe, o cinzento não é tão triste. Il repart alors, chacun leur chemin. Saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Vừa rồi là Tuấn Thảo với tạp chí Thế hệ trẻ Pháp hát nhạc Michel Fugain. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Văn hóa với đề tài Phong cách kiến trúc Đông Dương tại Việt Nam đầu thế kỷ 20. Thu Hằng phỏng vấn giảng viên Caroline Eberlein, Đại học Toulouse 2, Jean Jaurès. Với những công trình như nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm hay dinh xã Tây, Hôtel de Ville, Sài Gòn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Với nhà hát lớn, phố Paulbert, nay là Tràng Tiền, nhà thờ lớn, nhà thờ Cửa Bắc hay dinh toàn quyền Đông Dương, nay là Phủ Chủ tịch, thì Hà Nội được ví như một Paris thu nhỏ. Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 là một công trường lớn như so sánh của nhà sử học Pháp Philippe Papin. Những công trình đồ sộ đậm nét phương Tây, phục vụ bộ máy hành chính Pháp là cách phô trương uy thế để duy trì sự kiểm soát người dân bị đô hộ. Sau đó xuất hiện những ngôi nhà, biệt thự vẫn được xây theo kiến trúc phương Tây nhưng thích nghi với điều kiện khí hậu và truyền thống địa phương. Vậy cảnh quan kiến trúc của Việt Nam thay đổi như thế nào trong suốt một thế kỷ Pháp thuộc?
Ban tiếng Việt đài RFI đã đặt câu hỏi với Caroline Erberlin, giảng viên lịch sử trường Đại học Toulouse II Jean Jaurès, kiêm chủ tịch Hội nghiên cứu Đông Nam Á và là tác giả cuốn Kiến trúc của Việt Nam thời thuộc địa, nhìn lại phong cách hỗn hợp. Xin chị cho biết sự có mặt của người Pháp ở Đông Dương đã làm thay đổi cảnh quan kiến trúc của Việt Nam như thế nào? Alors en fait, beaucoup de choses et à la fois pas beaucoup de choses. Vừa thay đổi rất nhiều mà cũng không nhiều lắm, vì còn tùy thuộc vào từng khoảng thời gian. Trong thời kỳ đầu Pháp xâm chiếm Việt Nam, đến khi công cuộc bình định kết thúc, chính người Pháp phải thích nghi với kiến trúc địa phương. Khi tới Việt Nam, người Pháp không hề mang theo thợ nề hay chủ thầu, mà chỉ có vài kỹ sư quân sự và nhất là không hề có dụng cụ. Do thiếu nơi trú ngụ, nên các toán quân Pháp tịch thu đền chùa hay nhà ở của dân địa phương. Cho đến đầu thế kỷ 20, vẫn còn rất nhiều quân nhân và người Pháp sống trong những ngôi nhà tranh, theo lời miêu tả trong các bức thư của công chức Pháp gửi về gia đình. Cũng có rất nhiều người Pháp sống trong những ngôi nhà ống nhiều gian. Năm 1932, ở Hà Nội, gần 35% người châu Âu sống trong những ngôi nhà như vậy. Thế nhưng sau này, cảnh quan kiến trúc cũng thay đổi nhờ chính quyền Pháp xóa bỏ nhiều đạo luật hạn chế chi tiêu mang tính bắt buộc. Kể từ đó, người dân có thể xây nhà tầng và được tự do trang trí. Điều đáng lưu ý là những họa tiết trang trí tân cổ điển này, neo classic, không chỉ bị ảnh hưởng từ Pháp, mà còn chịu ảnh hưởng từ Trung Hoa, nơi phong cách kiến trúc Đông Tây phát triển mạnh tại các thương cảng như Thượng Hải, Giang Âm, vân vân. Chị nói là kiến trúc Pháp ít thích ứng tại Việt Nam trong giai đoạn đầu thuộc địa. Vậy phải giải thích thế nào về một số công trình được xây vào thời kỳ đó mà đến nay vẫn tồn tại như Dinh Xã Tây, Hôtel de Ville, nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hay là Nhà hát lớn ở Hà Nội? Oui, en effet, les bâtiments publics sont très imposants. Đúng vậy, những công trình này rất đồ sộ, được chính quyền thuộc địa cho xây dựng và chẳng giống kiến trúc Việt Nam chút nào. Chúng mang chuẩn phong cách Pháp, cứ như bê thẳng từ bên đó sang vậy. Đó là những công trình phục vụ cho chính sách thị uy của chính quyền thuộc địa để gây ấn tượng với những người dân địa phương. Nhưng cũng có thể hiểu đơn giản là những công trình hành chính quan trọng cấp nhà nước đều được xây như vậy ở Pháp. Nhiều kiến trúc sư sang Việt Nam nói là họ chẳng biết làm gì khác ngoài phong cách tân cổ điển. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng vào thời kỳ đầu, nhưng sau đó thì không còn như vậy. Hình ảnh thể hiện qua kiến trúc của chính quyền thuộc địa đã thay đổi. Vì lúc đó, chính quyền thuộc địa cho rằng hình ảnh uy quyền của Pháp cần được thể hiện qua việc xây dựng cơ sở hạ tầng như hệ thống đường sắt hơn là những tòa nhà công đồ sộ, sừng sững nhưng lại không vĩ đại. Hơn nữa, chính quyền thuộc địa cũng bị hạn chế về ngân sách nên không thể làm tất cả cùng một lúc. Cũng không nên nói quá về tác động của người Pháp đối với thành phố. Việc xây dựng thành phố, trong đó có những ngôi biệt thự xinh đẹp như ở phía nam Hà Nội hay xung quanh Hồ Thuyền Quang, còn được thực hiện nhờ người Việt. Phong cách kiến trúc thay đổi tùy theo chính sách được thực hiện tại Đông Dương. Ví dụ toàn quyền Albert Sarro muốn áp dụng chính sách hợp tác, hứa để giới tinh hoa Việt Nam cùng tham gia chính quyền. Trong lĩnh vực văn hóa, ông muốn đề cao nền văn hóa của các nước Đông Dương. Vì thế, trong thời gian đương nhiệm, phủ toàn quyền ở Hà Nội và các căn hộ riêng của Albert Sarro được bài trí bằng những đồ vật và đồ gỗ chạm trổ họa tiết Việt Nam. Chị nói đến một số đồ đạc trong nhà mang phong cách Việt Nam. Nhân nói đến cách phối Đông Tây, liệu có một kiểu phong cách kết hợp như vậy trong kiến trúc hay không? Oui, alors c'est celui du style indochinois qui a été créé par Ernest Ebrard. Có, người ta vẫn gọi là phong cách Đông Dương. Đó là phong cách hỗn hợp do Ernest Ebrard phát minh. Ông từng được trao giải thưởng lớn Goma và đến Đông Dương vào năm 1921 theo lời mời của một số người thân cận với toàn quyền Sarro. Ông được giao nhiệm vụ thiết kế một công trình nhà nước vừa thể hiện được sự hiện diện của Pháp, vừa pha trộn được hai nền văn hóa Pháp-Việt. Rất tâm huyết với nhiệm vụ này, Ebrard đã tạo ra được một phong cách lấy cảm hứng từ những ngôi nhà Việt Nam, đặc biệt là cấu trúc của những ngôi nhà này, vừa mang nét phương Tây, vừa thích nghi với khí hậu nhờ hiên nhà hay mái
vươn dài. Tuy nhiên, phong cách Đông Dương không thành công lắm vì tốn kém. Chính quyền nhanh chóng muốn quay lại phong cách cổ điển hơn, vì họ thích những tòa nhà công phải giống y chang những công trình bên Pháp. Có thể kể một vài công trình nổi tiếng nhất của Ebrard là Sở Tài chính Đông Dương, nay là trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nhà thờ Cửa Bắc, v.v. Bảo tàng lịch sử, trước là Bảo tàng Louis Fino, cũng mang phong cách Đông Dương và được hoàn thiện vào năm 1931, nhưng đó là tác phẩm của một kiến trúc sư của Trường Viễn Đông Bắc Cổ, Charles Bater. Sự kết hợp giữa hai kiểu kiến trúc đã biến bảo tàng lịch sử thành công trình đẹp nhất mang phong cách Đông Dương. Vậy bên phía Việt Nam có sự kết hợp kiến trúc Đông Tây như thế này không ạ? Oui, en fait, les Vietnamiens vont construire des maisons à la française très rapidement. Có, ngay từ đầu thế kỷ 20, người Việt đã xây nhà theo kiến trúc Pháp. Trong những năm 1930 xuất hiện phản ứng từ phía các nhà trí thức, thành phần quan lại tiến bộ, khi ngày càng có nhiều chủ nhà Việt Nam giàu có xây những ngôi nhà hoàn toàn theo phong cách Pháp. Hội Khai trí Tiến Đức, AFIMA, mang tư tưởng cải cách ôn hòa, cho rằng nên có một kiểu kiến trúc mới, hiện đại kết hợp với các loại họa tiết trang trí trong kiến trúc miền Bắc Việt Nam. Để khuyến khích ý tưởng này, vào đầu những năm 1920, AFIMA tổ chức nhiều cuộc thi với quy định tìm được những mô hình vừa lấy cảm hứng từ kiến trúc miền Bắc Việt Nam, vừa có đủ tiện nghi hiện đại như nhà tắm, gara, v.v. Kết quả cuộc thi rất tốt, nhưng trên thực tế, kiểu kiến trúc này lại không được áp dụng và không nổi tiếng lắm, nên không tác động được đến cảnh quan kiến trúc Việt Nam. Chỉ có một vài quan lại giàu có mới có thể xây được nhà theo phong cách này. Bên cạnh kiểu kiến trúc kết hợp chính quy đó, còn có nhiều trường hợp tự phát hơn, như những ngôi nhà được xây trong thập kỷ 1930 ở Nam Kỳ của các địa chủ giàu có người Việt hay người Hoa. Ví dụ đặc sắc nhất chính là hai ngôi nhà ở Bình Thủy, Cần Thơ và Sa Đéc. Mặt tiền những ngôi nhà này kết hợp cả ba yếu tố Pháp, Việt và Hoa, nhưng bên trong thì giữ nhiều nét truyền thống. Chị có thể cho biết là kiến trúc hiện đại đã có tác động đến người Việt Nam như thế nào không ạ? Alors le style moderne donc qui se développe en Europe donc au début du 20e siècle. Kiểu kiến trúc hiện đại phát triển ở châu Âu từ đầu thế kỷ 20. Khi đi dọc Việt Nam, dù chúng ta không thấy nhiều ví dụ về kiểu kiến trúc này, nhưng khi tra cứu tài liệu thời đó, chúng ta nhận thấy là những nguyên tắc của kiến trúc hiện đại được tiếp nhận ở Việt Nam. Giới quý tộc Việt Nam thật sự quan tâm đến kiểu kiến trúc hiện đại đó. Trong những năm 1930, nhiều tạp chí phổ biến khoa học viết bằng chữ Quốc ngữ đăng rất nhiều bài báo về bê tông và giải thích cách sử dụng. Giới nhà giàu Việt Nam cho xây những ngôi biệt thự nghệ thuật trang trí và đổ trần bê tông. Một ví dụ khác thú vị hơn về phong cách hiện đại là các kiến trúc sư người Việt của Trường Mỹ thuật Đông Dương, trường nổi tiếng đào tạo ra thế hệ nghệ sĩ Đông Dương, cũng được học các nguyên tắc của Ebrard. Nhưng sau khi tốt nghiệp, rất nhiều người từ bỏ mác này và không muốn tác phẩm của mình mang tính Đông Dương. Với họ, phải có được một phong cách kiến trúc riêng do người Việt nghĩ ra và dành cho người Việt. Có nghĩa là những ngôi nhà phải đáp ứng được nhu cầu của người Việt về mặt thẩm mỹ, đồng thời phải tôn trọng các tiêu chí về kỹ thuật và khí hậu. Những công trình của họ còn mang tính xã hội, như trường hợp Nguyễn Cao Luyện và Hoàng Như Tiếp. Cả hai thực hiện kiểu nhà ánh sáng, sử dụng nguyên vật liệu rẻ tiền và sẵn có ở địa phương để giúp người nghèo có chỗ ở. Bản tiếng Việt Đài RFI xin chân thành cảm ơn tiến sĩ giảng viên Đại học Carolina Berlin. Kính thưa quý vị, chương trình của RFI đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Kỷ niệm 60 năm Hiệp ước Roma, 27 nước châu Âu ra tuyên bố chung khẳng định Liên hiệp châu Âu là một thể thống nhất, không thể chia ly. Tổng thống Mỹ Donald Trump thất bại trong nỗ lực bãi bỏ luật Obamacare. Miến Điện bác quyết định gửi đoàn điều tra của Liên hiệp quốc điều tra vụ đàn áp người Rohingya. Tổng thống Nga Putin bất ngờ tiếp xúc với ứng cử viên Tổng thống Pháp bà Marine Le Pen. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là tạp chí Thế giới đó đây phát lại do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Thể thao do anh Vũ phụ trách và cuối cùng là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai. Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác.
Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Brazil. Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e meio-dia, horário de Brasília, para o Brasil. Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.